Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, từ xa xưa, ông cha ta đã có câu, cái răng, cái tóc là góc con người. Ý nói rằng, tuy chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng lại làm nên vẻ đẹp riêng của mỗi con người. Đồng thời, cũng nhắc nhở chúng ta về việc chăm sóc, làm đẹp về bề ngoài. Nhiều quan niệm cho rằng, việc cắt tóc hay làm đẹp không chỉ quyết định đến vẻ đẹp của con người, mà nó còn là một phần quan trọng gắn liền với sinh mệnh, vận may của con người. Do đó, họ cho rằng việc làm đẹp cũng cần chọn ngày lành, tháng tốt để mang lại nhiều may mắn và nhiều điều tốt lành cho chủ nhân. Đồng thời, cần tránh những ngày không nên cắt tóc, làm đẹp để không rước họa vào người và xua đuổi những điều xui xẻo. Vì vậy, xem ngày làm đẹp tháng 12 năm 2022 nhâm dần để lựa chọn ngày tốt cho việc làm đẹp theo tuổi là rất cần thiết. Trong chương trình ngày hôm nay, Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những nội dung chính sau. 1. Những ngày xấu kiêng kỵ làm đẹp trong tháng 12 âm lịch. 2. Những ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 12. 3. Tuổi nào dùng những ngày tốt này sẽ được lộc trời, may mắn và thành công suốt cuộc đời. Tuổi nào đại kỵ không nên dùng. 4. Tổng kết những ngày tốt đẹp cho quý vị nắm bắt dễ dàng hơn. Đó là 4 nội dung chính mà Ngày Tốt Toàn Thư sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để mọi việc được hanh thông thuận lợi, quý vị hãy dành ra 30 giây để chuẩn bị cho công tác làm đẹp được thuận lợi và may mắn. Nội dung đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ là những ngày xấu cần kiêng kỵ trong chuyện làm đẹp. Thưa quý vị, mỗi một ngày sẽ có ý nghĩa riêng với từng sự việc. Ngày tốt của Lưu Bang là ngày tàn của Hạng Vũ. Như vậy sẽ không có ngày tốt chung cho tất cả mọi người hoặc có rất ít. Ngoài việc chọn ra ngày tốt cho sự việc, ta còn phải xem ngày đó tốt cho ai. Bây giờ chúng ta bắt đầu tìm ra những ngày tốt nhất để tiến hành công việc làm đẹp trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy tham khảo thêm trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư để tự chọn cho mình được những ngày tốt cát lành nhất. Tự xem ngày tốt một cách chủ động mà không phải phụ thuộc vào bất kỳ thầy nào. Trong cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư đã có đầy đủ các kiến thức về ngày tốt, từ âm dương ngũ hành, thiên can địa chi và lộc mã quý nhân, ứng dụng trực tiếp trong việc chọn ngày tốt, dành cho những người chưa biết phong thủy, tới những bậc chuyên gia. Các bạn hãy liên hệ tới số điện thoại 0989349119 để được tư vấn kỹ hơn về cuốn sách Ngày Tốt Toàn Thư. Theo Ngày Tốt Toàn Thư, những ngày đẹp phải đáp ứng được các tiêu chí sau. 1. Ngày kỵ làm đẹp, sát chủ, thụ tử, tam nương, nguyệt kỵ, nguyệt kiến, nguyệt phá, kiếp sát, tài sát, nguyệt hình, nguyệt yểm, ngày kỵ sửa móng tay, móng chân, ngày kỵ cắt tóc. 2. Ngày hợp làm đẹp, giải thần, trực trừ. Bây giờ xin mời quý vị cùng xét các hung của từng ngày để tìm ra được những ngày tốt nhất làm đẹp trong tháng 12 âm lịch. Bước vào nội dung thứ hai, những ngày xấu cần kiêng kỵ trong tháng 12 âm lịch. Quý vị thân mến, việc đón cát tránh hung là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu khi lựa chọn ngày tốt. Để lựa chọn ra được một ngày tốt đẹp nhất thì bao giờ cũng vậy, ta cần loại bỏ hết những hung tinh, những xung sát trong tháng để chọn ra được những ngày tốt nhất trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch năm 2022 nhâm dần, bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 dương lịch đến ngày 21 tháng 1 năm 2023 dương lịch. Tháng 12 là tháng Quý Sửu, tháng đủ, mùng 1 là ngày Canh Tuất, ngày 30 là ngày Kỷ Mão. Trong tháng 12 có hai tiết khí là Tiểu Hàn và Đại Hàn. Những ngày xấu cần tránh trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày sát chủ trong tháng 12 âm lịch là ngày Thìn, bao gồm các ngày mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn, đây là những ngày xấu đại kỵ không dùng. 2. Ngày thụ tử trong tháng 12 âm lịch là những ngày Dậu, bao gồm mùng 2 Tân Dậu, 24 Quý Dậu cũng kiêng kỵ không dùng vào việc gì. 3. Ngày dương công kỵ trong tháng 12 là ngày 19 Mậu Thìn, kỵ các công việc liên quan đến nhà cửa. 4. Ngày tam nương, bao gồm 6 ngày, mùng 3 Nhâm Tý, mùng 7 Bính Thìn, 13 Nhâm Tuất, 18 Đinh Mão, 22 Tân Mùi, 27 Bính Tý, đây là 6 ngày xấu kỵ mọi việc. 5. Ngày nguyệt kỵ bao gồm các ngày mùng 5 Giáp Dần, 14 Quý Hợi, 23 Nhâm Thân, đây là 3 ngày cực xấu kiêng mọi việc. 5. Ngày nguyệt kiến là những ngày Sửu, bao gồm mùng 4 Quý Sửu, 16 Ất Sửu, 28 Đinh Sửu. 6. Ngày nguyệt phá là những ngày Mùi, bao gồm mùng 10 Kỷ Mùi, 22 Tân Mùi,
Ngày này ngoài việc chặt cây, lấp giếng và phá dỡ nhà cửa thì không dùng cho việc gì khác. 7. Ngày tiếp sát là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần, 17 Bính Dần, 23 Mậu Dần. 8. Ngày tai sát là những ngày Mão, bao gồm các ngày mùng 6 Ất Mão, 18 Đinh Mão, 30 Kỷ Mão. 9. Ngày nguyệt sát là những ngày Thìn, bao gồm mùng 7 Bính Thìn, 19 Mậu Thìn. 10. Ngày nguyệt hình là những ngày Tuất, bao gồm mùng 1 Canh Tuất, 13 Nhâm Tuất, 25 Giáp Tuất. 11. Ngày nguyệt yểm. Trong tháng 12, ngày nguyệt yểm là những ngày Hợi, bao gồm các ngày sau: mùng 2 Tân Hợi, 14 Quý Hợi, 26 Ất Hợi. 12. Ngày kỵ sửa móng chân móng tay, bao gồm các ngày: mùng 1 Canh Tuất, mùng 6 Ất Mão, 15 Giáp Tý, 19 Mậu Thìn, 21 Canh Ngọ, 23 Nhâm Thân. 13. Ngày kỵ cắt tóc, bao gồm các ngày: mùng 8 Đinh Tỵ, 18 Đinh Mão, 28 Đinh Sửu, 12 Tân Dậu, 15 Giáp Tý. Đó là 13 hung tinh chúng ta cần phải loại bỏ trước khi tiến hành chọn ra những ngày tốt để thực hiện công việc làm đẹp cho được hanh thông, thuận lợi. Sau khi đã loại bỏ những hung tinh, ta sẽ cắt cát tinh để tìm ra được những ngày tốt nhất, bao gồm những ngày sau. 14. Ngày giải thần là những ngày Ngọ, bao gồm mùng 9 Mậu Ngọ, 21 Canh Ngọ là những ngày tốt để làm đẹp. Tuy nhiên, ngày 21 Canh Ngọ kỵ sửa móng tay, móng chân. 15. Ngày trực trừ là những ngày Dần, bao gồm mùng 5 Giáp Dần chung với ngày Nguyệt Kỵ không nên dùng, 17 Bính Dần, 29 Mậu Dần chung ngày Kiếp Sát nên ta bỏ qua không xét. 16. Các ngày còn lại bao gồm ngày Tý, bao gồm các ngày mùng 3 Nhâm Tý, 15 Giáp Tý, 27 Bính Tý. Ngày mùng 3 và ngày 27 là ngày Tam Nương kiêng kỵ không làm việc gì. Ngày 15 Giáp Tý kỵ việc cắt tóc, làm móng. Ngày Tỵ bao gồm mùng 8 Đinh Tỵ, 20 Kỷ Tỵ là những ngày tốt để làm đẹp, cắt tóc. Ngày Thân, ngày 11 Nhâm Thân là ngày tốt, ngày 23 Canh Thân chung ngày Nguyệt Kỵ không nên dùng. Như vậy chúng ta đã dựa vào 16 tiêu chí của sách Ngày Tốt Toàn Thư để chọn ra những ngày tốt làm đẹp trong tháng 12 âm lịch. Những ngày tốt trong tháng 12 âm lịch cho việc làm đẹp đó là những ngày tốt sau. Ngày 21 Canh Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp những người tuổi Dần, Tuất, Mùi và những người có thiên can Ất. Ngày này kỵ việc sửa móng chân, móng tay. Ngày mùng 9 Mậu Ngọ kỵ những người tuổi Tý, hợp những người tuổi Dần, Tuất, Mùi và những người có thiên can Quý. Ngày mùng 8 Đinh Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp những người tuổi Sửu, Dậu, Thân và những người có thiên can Nhâm. Ngày 20 Kỷ Tỵ kỵ những người tuổi Hợi, hợp với những người tuổi Sửu, Dậu, Thân và những người có thiên can Giáp. Ngày 11 Nhâm Thân kỵ những người tuổi Dần, hợp những người tuổi Tý, Thìn, Tỵ và những người có thiên can Đinh. Đó là 5 ngày cát lành làm đẹp trong tháng 12 âm lịch và chi tiết những tuổi hợp kỵ với ngày. Quý vị hãy nhanh tay lựa chọn cho mình những ngày phù hợp nhất để tiến hành mọi việc được thuận lợi và may mắn. Hy vọng qua video này, quý vị sẽ lựa chọn được cho mình những ngày tốt đẹp như ý. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện đến số 0989 349 119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỉ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.